Quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trên kênh Mưa Bóng Đá. Những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế luôn được chúng tôi cập nhật nhanh nhất và chính xác nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính ngày sau đây. Nói đội tuyển Việt Nam thắng không phục, huấn luyện viên Go Green đập bàn phản biện sâu sắc khiến cả Philippines xấu hổ. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 lượt ra quân vòng loại thứ 2 World Cup. Chiến thắng này chính thức giành 3 điểm lót tay cho Việt Nam. Ông Go Green vừa lên ghế nóng câu lạc bộ Công an Hà Nội đã gửi lời chúc mừng tới thầy trò ông Duce ngay sau khi trận đấu kết thúc. Rất nhiều cổ động viên đội chủ nhà để lại những bình luận trên trang mạng xã hội. Phần lớn trong số đó là mục đích cà kiệu màn trình diễn vừa qua. Trên bài phát biểu của tờ báo Lao động, một tài khoản có tên là Stukamit bình luận: đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân với đối thủ chưa đủ quân số, chấn thương, không thể ra sân được, nhưng các cầu thủ của họ thi đấu như đói cơm, èo là như mơ ngủ, đội tuyển Philippines xứng đáng có một điểm. Một tài khoản có tên là Richard bình luận: Việt Nam chưa quen thi đấu với kiểu điều kiện kiểm soát, nhìn chung họ chơi nghiệp dư. Là một chuyên gia và là một vị huấn luyện viên trưởng thì ông Go Green lại có một góc nhìn khác. Ông nói rằng một trận thắng kịch tính 2-0 có thể không làm hài lòng người hâm mộ Việt Nam, không làm cho họ không quá thỏa mãn và vui mừng, có thể làm ông Duce không thỏa lòng, nhưng có lẽ lại là một cần thiết cho thời điểm này, chỉ cần vậy là đủ. Việt Nam thật sự là một đội bóng hay, sức mạnh của họ đang được tăng lên khi mà đội bạn đi đấu ở trên sân nhà. Việc sắp tới chúng ta sẽ đối đầu với Iran và được người hâm mộ ở quê hương cổ vũ, đội tuyển Việt Nam có sức đánh bại đối thủ. Tôi nghĩ trận thắng thuyết phục 2-0 trước Philippines tối ngày 16 tháng 11 không phải vấn đề. Đó là câu chuyện của bóng đá. Đội bóng nào thi đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân khách cũng phải chơi phòng ngự thôi. Kiatisa chỉ là thẳng người hâm mộ. Philippines nếu như mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu trên mặt sân chất lượng thì những đường lên bóng của cầu thủ trẻ Việt Nam thì còn mang sức mạnh và đầy tính sát thương hơn. Như chúng ta đã biết thì mặt sân cỏ nhân tạo không phải là lợi thế của Việt Nam. Các bạn có thể nói rằng đội tuyển Việt Nam thua kém về thể hình lẫn thể lực. Còn nếu như mặt trận đấu hay và chiến thuật, kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam hơn hẳn Philippines thì rồi sẽ chấp nhận thua cuộc và nhìn lại bản thân, xem cái gì tốt và chưa tốt để sửa chữa. Chỉ có như vậy thì bóng đá trẻ mới tiến bộ. Đừng nỗ lực cho sự đen đủi hay là Việt Nam thắng nhiều may mắn, điều này thật xấu hổ. Ông Going đã nói thẳng với chia sẻ. Thắng Việt Nam ư, các bạn muốn thắng thì ít nhất các bạn cũng phải có một lối chơi sắc bén, chứ không phải là một tập thể yếu ớt về những chuyên môn sau đó đưa ra những lời khuyên cực kỳ hùng hồn. Đội tuyển Philippines sẽ dạy Việt Nam cho các bạn biết thế nào là bóng đá ở vòng loại thứ 2 World Cup, nhưng các bạn xem ai đã dạy ai. Bóng đá quả thực ngày hôm nay thì các bạn đã may mắn chứ không phải là Việt Nam may mắn đâu. Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của đội tuyển hàng đầu châu lục, hãy công nhận điều đó đi. Việt Nam thật sự là một đội bóng hay, sức mạnh của họ càng được tăng lên. Khi mà nhiều người hâm mộ tại Việt Nam đang cổ vũ cho đội tuyển, đây chính là những phản biện cực gắt của vị huấn luyện viên gửi tới báo chí người hâm mộ Philippines. Sáng ngày 17 tháng 11, ban lãnh đạo công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC đã quyết định thưởng nóng 2 tỷ đồng. Báo chí toàn châu Á đã dành cả đêm để tán dương về đối thủ Philippines của chúng ta thì cũng đã phải ngả mũ tôn kính. Cả Philippines đã chìm trong nước mắt. Nói về đội tuyển U23 Việt Nam của vị huấn luyện viên Michael West, người hâm mộ Philippines đã chửi rủa thảm tệ. Tối ngày 16 tháng 11, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có một đêm không ngủ trong niềm hân hoan bởi vì thành tích của đội nhà, chúng ta cũng đã có một tiếng vang lớn. Việt Nam đã hiên ngang giành chiến thắng, một tờ báo nước này đã thốt lên. Tiêu đề bài viết của tờ báo Demand đã nói lên nỗi đau của người hâm mộ nước này phải chịu đựng. Trong tham dự vòng loại thứ 2 World Cup lần này, đội tuyển Philippines ôm hy vọng đánh bại Việt Nam và tạo niềm tin cho người hâm mộ. Huấn luyện viên đội tuyển Philippines tự tin tuyên bố đội bóng sẽ dạy cho Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chơi như đội bóng nghiệp dư. Gặp đội tuyển Việt Nam chúng tôi sẽ không cho đối thủ nhiều cơ hội, nhưng lại phải ôm hận khi mà không thể tạo ra được điều bất ngờ trước đội tuyển Việt Nam. Việt Nam đã vươn tầm châu lục, một số cổ động viên nhiệt thành đã chia sẻ ngay sau đấu này. Ngày lớn thì kiếm lỗ hổng mà chui đi. Thật tuyệt vời khi thấy vị huấn luyện viên cũng như là học trò Michael West nói một cách cứng rắn trước đội tuyển Việt Nam. Toàn thắng, huấn luyện viên Philippines thừa nhận các cầu thủ Việt Nam đã có phần căng thẳng và áp lực từ người hâm mộ. Ở trận gặp Philippines dẫn đến lối chơi không như ý muốn, Việt Nam đã chính thức ám trận 3 điểm. Trong trận đấu tối ngày 16 ở trên trước hàng phòng ngự số đông của Philippines, học trò của huấn luyện viên Duce đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bàn thắng của Văn Toàn phút 15 với phút 90+3 giúp Đinh Bắc
và đội tuyển Việt Nam với tỷ số chung cuộc thắng là 2-0. Chia sẻ sau trận thắng thì ông Jose tiếc nuối: "Tôi trân trọng chiến thắng ngày hôm nay. Trận đấu hôm nay không dễ dàng. Xét về số cơ hội thì Việt Nam đã có thể kết thúc sớm đối thủ. Dần theo số diễn biến ở trên sân, đội chịu nhiều sức ép và đối phương có cơ hội ghi bàn. Ông cố gắng về mặt tấn công và khiến cho đội tuyển Việt Nam đối mặt với sức ép trong các tình huống mắc lỗi. Tuy nhiên, Văn Lâm và đồng đội đã đứng vững." Ông thừa nhận, đánh giá về cơ hội thì chúng ta cần phải thừa nhận đội tuyển Việt Nam có may mắn. Nếu Philippines hòa thì không biết tỷ số cuối cùng là bao nhiêu. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh lại rằng đội tuyển Việt Nam có cơ hội kết liễu từ trước. Nhìn chung, nhà cầm quân người Pháp hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Điều quan trọng nhất từ trận thắng là đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại đối thủ bằng một lối chơi được tập luyện nhiều tháng, dù chưa được một trạng thái tốt nhất. Tôi hài lòng về quyết tâm, kỷ luật. Đấu Pháp trước đây là kiểm soát thời lượng kiểm tra bóng, tận dụng khoảng trống và đưa ra quyết định. Quan trọng là đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhờ quá trình chuẩn bị dài. Tập luyện là tập luyện, các đợt tập luyện chịu sức ép thì hôm nay các cầu thủ mới thấy ý nghĩa của việc tập luyện sao cho đúng. Ngày 21, đội tuyển Việt Nam sẽ còn khó khăn hơn khi mà tiếp đón Iraq. Là người ghi bàn mở tỷ số thì tiền đạo Văn Toàn cảm thấy rất vui. Lần gần nhất anh xé lưới là trong màu áo của đội tuyển Việt Nam chiến thắng Lào 0-6 ở AFF Cup 2022. Sau đó anh cũng tịt ngòi cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Nói với Phan Lập Công, anh chia sẻ: "Đây là trận giao quân và phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo nên rất khó khăn, nhưng mà toàn đội cũng đã nỗ lực và tôi rất vui." Trong 8 tháng qua, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với triết lý của huấn luyện viên mới và chúng tôi đang cố gắng để thực hiện lối chơi. Chiến thắng trước Philippines không phải thành tích quá lớn nhưng lần đầu tiên trong thời gian dài chuẩn bị. Ở trận đấu gặp Iraq thì chúng tôi sẽ cố gắng để giành điểm. Chấm điểm Việt Nam thì Văn Toàn được chấm cao nhất 8,5. Văn Toàn được chấm điểm cao nhất là 8,5. Ngoài nỗ lực quyết tâm của Văn Toàn, mang đến cho đội tuyển Việt Nam bàn thắng, những đóng góp trên sân, chiến thuật của cầu thủ người Hải Dương thì cũng nhận điểm cao. Tuy nhiên, nhìn Văn Toàn chơi quá nỗ lực, nhiều ý kiến cảm thấy khó hiểu về việc ông Truce sử dụng đội hình. Tất nhiên thì có lý do của ông ấy cả. Vì chiến lược gia người Pháp thì cũng sẽ có những đối sách của mình để đón đối thủ Iraq vào ngày 21. Ông Truce đưa đội hình giữ sức khi mà đá với Philippines và ông Truce cũng muốn chơi trò ưu tim với người hâm mộ khi mà hàng phòng ngự ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm cứng cáp thì còn có các trung vệ thì không phải những cầu thủ thủ lĩnh. Cách bố trí thì cũng khá là mạo hiểm, song lại có cái lý do đằng sau đó. Có thể ông Truce nghĩ rằng thắng Philippines là điều không khó nhưng điều quan trọng là không thể tung đội hình mạnh nhất. Fan Việt Nam thì muốn ăn chắc, mặc bền, song ông Truce thì có cách nhìn toan tính khác. Nếu như tung đội hình A đá với Philippines rồi sau đó lại tung đội hình A để tiếp đón Iraq, thì đó có thể là một cái lý do mà ông cần có phải có sự thay đổi. Hai bàn thắng của Đình Bác và Văn Toàn thì cũng đã giúp Việt Nam có một khởi đầu suôn sẻ. Hai bàn thắng đó là những nỗ lực cá nhân và cả may mắn kết hợp với những màng miếng của những pha kỹ thuật rèn rũa. Sau hai bàn thắng này, lần đầu tiên ông Truce cho thấy cái lý của mình. Đá với Philippines, một đối thủ yếu ở trên sân của họ, đội tuyển Việt Nam không thể tung đội hình mạnh nhất. Việt Nam cất những con át chủ bài trong giải đấu tới và gần đây nhất chắc chắn sẽ là 5 ngày tới khi mà tiếp đón đối thủ là Iraq. Chia sẻ với truyền thông sau trận thua, huấn luyện viên của Philippines cho biết, bóng đá Việt Nam đang phát triển và chúng tôi ở sau một chút. Xét đến nỗ lực thì cơ hội đã có trong hiệp 2 và tôi cho rằng tỷ số hòa thì hợp lý. Nhưng nếu không được dùng trong bóng đá ở phút cuối, Philippines hy vọng lối chơi dài sẽ mang tới thuận lợi. Nhưng như vậy thì tạo ra khoảng trống cho đối thủ phản đòn nên chúng tôi đã thua. Các học trò của tôi đã có thể ngẩng cao đầu trong khi mà đã thi đấu lăn xả ở trên sân. Chúng tôi có thể gây áp lực. Dụ ý của tôi thì cần phải có những bước đi thông minh và chiến thuật không bị lôi kéo trong lối chơi của Việt Nam. Đáng lẽ Philippines có thể cầm chân Việt Nam lâu hơn nhưng không may một bàn thua ngớ ngẩn. Sau tình huống đó thì chúng tôi có lẽ cũng đã nhận về kết quả thua. Trận đấu trôi về sau thì càng phải tấn công nhiều hơn. Philippines không thể kiểm soát thế trận. Họ càng tiến gần hơn đến đỉnh cao của châu Á và không giống như ông Truce, ông ấy có thể chọn quân số 80 cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam có 6-7 cầu thủ rất giỏi, không mang nặng, nhưng họ đã thắng trận đấu ngày hôm nay. Đó là đẳng cấp khác, chúng ta phải nhìn nhận. Sau trận đấu này, Việt Nam sẽ tiếp đón Iraq. Cũng cùng ngày, Iraq và Indo đã có cuộc đối nhau với nhau. Một chi tiết đặc biệt là 65.000 vé cho trận Iraq và Indo ở khu vực đã được bán hết. Iraq là đội được đánh giá là thứ hạng cao nhất trong bảng F và đội tuyển Indo thì đứng 145 trên bảng xếp hạng FIFA.
Nói về đội tuyển Việt Nam thì đội tuyển Việt Nam sau khi chiến thắng trên sân khách thì hôm nay về nghỉ ngơi và chiều mai toàn đội lên đường về nước để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Iraq trên sân Mỹ Đình vào ngày 21 tháng 11.